Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha thương xót tha thứ và ban cho chúng con được kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết hôm nay là về sự công nhận của Hội Thánh, công nhận của Tòa Thánh Vatican, công nhận Đức Mẹ hiện ra ở Amsterdam, Hà Lan. Vào lúc 17 giờ 19 phút ngày 14 tháng 11 năm 2017. Nhưng 3 năm sau thì Giáo hoàng Francisco là Giáo hoàng của Quỷ đã phi bác tất cả những gì mà Tòa Thánh đã công nhận ngày 14 tháng 11 năm 2017 trước đó. Thì chúng ta đã thấy rõ Francisco là Giáo hoàng của Quỷ. Bởi vì Thiên Chúa chờ đợi đã lâu để có thể cứu thế giới khi mà Tòa Thánh công bố những tín điều về Đức Mẹ và toàn thể nhân loại phải khẩn cầu Đức Mẹ là Đức Bà các dân tộc, Đức Mẹ sẽ cứu thế gian. Nhưng Francisco đã chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nó phi bác, không công nhận nữa. Nghĩa là những vị giám mục vào thời trước đó đã điều tra và đã phải công nhận. Thì bây giờ nó thay giám mục khác và giám mục đó lấy bản quyền của mình mà phán quyết ngược lại tất cả những gì đã được các vị giám mục tiền nhiệm cầu nguyện và xác tín. Bây giờ chúng con xin chia sẻ cái bản tin đó, bản tin mà công nhận đó của Đài Vatican. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em hãy lắng nghe. Ngày 31 tháng 5 năm 2002, Đức cha Joseph Kunt, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam bên Hà Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman với tước hiệu Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Đức cha viết trong thông cáo, liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện bắt nguồn từ chúng, tôi đã xin sự cố vấn của nhiều thần học gia và nhà tâm lý học khác nhau. Ý kiến của các vị làm chứng rằng
trong điều này không có các ngăn cản thần học và tâm lý nền tảng nào đối với việc nhìn nhận tính cách siêu nhiên đích thực của nó. Về các hoa trái thiêng liêng và sự phát triển tiếp theo, tôi cũng đã hỏi ý kiến của hàng giám mục sống kinh nghiệm trong các giáo phận của các vị, một lòng tôn sùng Đức Maria như là mẹ và là bà của tất cả mọi dân tộc. Việc duyệt xét các ý kiến chứng tá và phát triển này và việc cân nhắc tất cả những điều ấy trong lời cầu nguyện và suy tư thần học, tất cả những điều đó dẫn đưa tôi tới chỗ nhìn nhận rằng trong các vụ hiện ra tại Amsterdam có một nguồn gốc siêu nhiên. Đức cha Pun cũng nói rằng sự mặc khải tư là một trợ giúp cho việc hiểu biết các dấu chỉ thời đại và để sống tin mừng một cách hoàn hảo hơn trong tính cách thời sự của nó. Và các dấu chỉ thời đại thì thê thảm. Xác tín chân thành của tôi là việc sùng kính Đức Bà của tất cả mọi dân tộc có thể giúp chúng ta trong tình hình thê thảm của thời đại chúng ta tìm ra con đường đúng đắn, con đường hướng tới một biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mới. Và đặc biệt, chỉ có Ngài là đấng có thể chữa lành các vết thương to lớn của thời đại chúng ta mà thôi. Việc giáo quyền chính thức nhìn nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Federman tại Alkmaar bên Hà Lan, chấm dứt các tranh cãi phò và chống kéo dài nhiều thập niên, khiến cho thị nhân đã phải gánh chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị dư luận và giới truyền thông bêu xấu và cho là người điên loạn. Bà Ida Johanna Piedemann sinh ngày 13 tháng 8 năm 1905 tại Alkmaar bên Hà Lan. Thân phụ là đại diện của các hãng bán vải. Thân mẫu qua đời khi Ida mới 8 tuổi. Là con gái út nên Ida được các anh chị em nuôi nấng chăm sóc. Năm lên 12 tuổi, Ida đã gặp gỡ mẹ Maria lần đầu tiên. Sau khi đi xưng tội, trên đường về nhà, Ida đã trông thấy gương mặt sáng láng của một phụ nữ và cô bé nhận ra ngay đó là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên Bồ Đào Nha và có phép lạ mặt trời quay được 70.000 tín hữu tụ tập tại Fatima chứng kiến, nhưng Ida không hay biết việc đó. Đức Mẹ không nói nhưng chỉ mỉm cười với cô bé. Trong cùng tháng đó, Đức Mẹ hiện ra thêm 2 lần với Ida. Thân phụ của cô cũng như cha giải tội khuyên Ida đừng cho ai biết các biến cố ngoại thường này đã xảy ra cho cô. Và Ida đã làm như vậy. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các sứ điệp của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc đã bắt đầu ngày 25 tháng 3 năm 1945. Khi đó, Ida là một phụ nữ 40 tuổi, không có gia đình và làm việc trong một hãng chế nước hoa tại Amsterdam. Hồi đó, đệ nhị thế chiến chưa chấm dứt và Hà Lan vẫn còn bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, Ida và bà chị đang ngồi chung quanh lò sưởi và nói chuyện khi cha Joseph Fre, dòng Đa Minh, là cha giải tội của bà và là bạn của gia đình tới thăm hai chị em. Đức Mẹ đã hiện ra trước sự hiện diện của cha và bà chị. Ida nói, chị trông thấy một ánh sáng trong góc phòng. Từ ánh sáng mạnh mẽ đó xuất hiện Đức Mẹ. Mẹ nói, chị lặp lại những gì mẹ sẽ vén mở cho chị biết. Đức Mẹ nói chuyện chậm rãi và chỉ cỗ tràng hạt và mời Ida lần hạt cho xong. Rồi mẹ cũng cho chị biết các thời điểm, trong đó có ngày mùng 5 tháng 5 là ngày chấm dứt chiến tranh tại Hà Lan. Mẹ cũng cho Ida trông thấy vài binh sĩ mặc quân phục và nói rằng họ sẽ mau chóng trở về nhà. Trong cùng thị kiến ấy, Ida cũng nhận được một thập giá rất nặng mà chị chỉ hơi nhấc lên được một tí và nó biểu tượng và cho chị hiểu rằng cuộc đời tương lai của chị sẽ là một hy sinh và phục vụ. Cha Joseph Fre ra lệnh cho bà chị của Ida ghi chép lại tất cả những gì chị Ida nói. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Trinh Nữ giải thích cho chị biết rằng nhiệm vụ của chị sẽ là đem đến cho nhân loại cứng đầu cứng cổ không chịu sống theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, sứ điệp của thập giá. Đức Trinh Nữ ban cho chị Ida các sứ điệp xã hội lớn lao, mẹ nói tới công bằng và tình yêu thương đối với tha nhân và chỉ cho thấy các thời điểm mới sẽ tới trong các từ tích cực.
Các đề tài nền tảng của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Hòa Lan là tinh thần trách nhiệm của từng người trong chúng ta trong việc thực hiện dự án vĩ đại của Thiên Chúa và sự cần thiết thanh tẩy trái đất. Sứ điệp cũng hướng tới hàng giáo sĩ, tu sĩ và Đức Giáo Hoàng nữa. Các lần hiện ra và các sứ điệp chấm dứt ngày 31 tháng 5 năm 1959. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy quả đất với vô số các đầu người thuộc mọi chủng tộc. Việc hiện ra kết thúc với một thị kiến của Bánh Thánh đã chuyển phép, từ đó phát ra một ánh sáng lớn, trong khi có tiếng nói, ai ăn và uống ta thì có sự sống vĩnh cửu và nhận được thần chân lý. Tuy nhiên, đây không phải là kinh nghiệm thần bí cuối cùng của chị Ida. Tiếp theo đó, chị đã có các thị kiến về Chúa Giêsu và các sứ điệp ngắn mà chị cho là Chúa đã gửi đến cho chị. Trong 26 năm trời, chị đã nhận được điều mà chị định nghĩa là kinh nghiệm thánh thể, đa số xảy ra trong nhà thờ khi chị rước lễ. Kinh nghiệm này kéo dài cho tới năm 1984. Trong suốt cuộc đời mình, chị Ida Johanna Pederman đã chịu nhiều tấn công của ma quỷ, ngay từ khi chị còn trẻ cho đến những năm cuối đời. Nhưng chị đã chịu đựng cách kiên nhẫn và mặc cho tất cả, chị đã luôn luôn trung thành với sứ mệnh của mình. Chị hiểu rằng như là người đem các sứ điệp của đấng đồng cứu chuộc, chị phải đau khổ trên thân xác và trong tinh thần. Trong cuộc đời mình, chị đã học biết với nỗi đớn đau, nhận được các lời nhạo báng và bị các phương tiện truyền thông chế giễu có nghĩa là gì. Nhiều người coi chị là một mụ điên và chị cũng gánh chịu nhiều hiểu lầm và nhục mạ từ phía giáo hội. Các khổ đau này, sự thinh lặng trong bao nhiêu năm của chị, thái độ chờ đợi và vâng lời của chị là sự cộng tác của chị vào chương trình của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hứa với chị là chị sẽ không chết trước khi trông thấy Đức Bà của tất cả mọi dân tộc được tôn kính. Ngày 31 tháng 5 năm 1996, Đức cha Henrik Bommers và Đức cha Joseph Punt, giám mục phụ tá, đã chính thức chấp nhận việc tôn sùng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Và chị Ida đã sống để trông thấy lúc này thành toàn như lời Đức Mẹ đã hứa với chị. Hơn 2 tuần sau, chị qua đời ngày 17 tháng 6 năm 1996. Trong lần hiện ra với chị ngày 4 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ xin chị vẽ hình mà mẹ chỉ cho chị. Đức Mẹ miêu tả mọi chi tiết hình phép lạ mà mẹ muốn chị phổ biến. Trong hình có một mảnh vải cuốn chung quanh thắt lưng mẹ. Và trong lần hiện ra ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ giải thích, con hãy lắng nghe cho kỹ ý nghĩa của điều này. Nó như là tấm khăn thắt ngang hông của con mẹ trên thập giá. Mẹ ở đó như là bà trước thập giá của con. Tấm hình này sẽ đi trước một tín điều, sẽ đi trước một tín điều mới. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy hai tay của mẹ và xin chị nhìn kỹ trên hai tay. Mẹ nói với chị, con hãy nhìn tay của mẹ và điều con thấy. Khi đó, chị Ida trông thấy giữa lòng bàn tay như thể là có một vết thương. Từ vết thương của mỗi tay tỏa ra ba luồng sáng và xem như chúng phản chiếu trên các con chiên. Đức Mẹ mỉm cười và nói, đây là ba luồng sáng, các luồng sáng của ơn thánh, sự cứu chuộc và hòa bình. Ơn thánh đến từ Thiên Chúa Cha, sự cứu chuộc đến từ Chúa Con và hòa bình đến từ Chúa Thánh Thần. Chị Ida nói, trong hai tay của mẹ, người ta trông thấy các vết thương rực sáng. Với tấm hình này, mẹ Maria miêu tả nỗi khổ đau thể lý và tinh thần mẹ đã phải chịu, hiệp nhất với người con Thiên Chúa của mẹ để chuộc tội nhân loại. Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị liên quan tới tấm hình. Mẹ đặt hai chân một cách vững vàng trên quả cầu bởi vì Thiên Chúa Cha và Chúa Con muốn giới thiệu mẹ với thế giới trong thời đại này như là đấng đồng công cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Mẹ cho chị Ida xem chung quanh quả địa cầu, đoàn chiên, diễn tả tất cả mọi dân tộc và chủng tộc của trái đất và nói thêm, chúng sẽ không tìm được an nghỉ cho tới khi không dán cái nhìn trên thập giá là trung tâm của thế giới này. Ngày 2 tháng 7 năm 1951, mẹ nói,
thời này là thời của chúng ta. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1952, mẹ Maria xin chị Ida phổ biến tấm hình này bởi vì nó là ý nghĩa của việc diễn tả tín điều mới. Đây là lý do giải thích tại sao mẹ lặp lại nhiều lần rằng tấm hình này sẽ đi trước một tín điều mới. Ngày 8 tháng 12 năm 1952, mẹ nói với chị, tấm hình này là ý nghĩa và sự diễn tả tín lý mới. Vì thế, chính mẹ đã ban cho các dân tộc tấm hình này. Các vụ hiện ra tại Amsterdam gắn liền mật thiết với các vụ hiện ra tại Akita bên Nhật Bản. Trong thập niên 1960, một linh mục người Đức đã gửi tặng tấm hình này cho một tu viện nhỏ của các nữ tu ở miền Bắc Nhật Bản. Nhờ lời bầu cử của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc mà chị phụ trách nhà tập của dòng được khỏi bệnh. Để tạ ơn Đức Mẹ, các nữ tu nhờ một nghệ nhân Phật tử tạc một bức tượng giống tấm hình của Đức Mẹ Amsterdam. Chính bức tượng này đã chảy dầu thơm hơn 100 lần và chảy máu từ vết thương trên tay phải. Đức giám mục sở tại là Đức cha Ito đã là người tận mắt chứng kiến cả hai hiện tượng này. Sau khi hỏi ý kiến của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tín lý Đức tin, và sau khi tìm hiểu sâu rộng các biến cố này, Đức cha Ito đã xác nhận tính cách siêu nhiên của các sự kiện xảy ra tại Akita. Ngày 24 tháng 6 năm 1988, Đức cha Ito đã đến hành hương nhà nguyện Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam và dâng thánh lễ trước sự hiện diện của bà Ida và các chị của bà. Kính thưa toàn thể anh chị em trên thế giới, sau khi Vatican đã công nhận phép lạ ở Amsterdam, Hà Lan, thì 3 năm sau, Francisco là giáo hoàng của Quỷ đã phi bác những công nhận này của Tòa Thánh Vatican. Nhưng Đức Mẹ, Đức Bà các dân tộc đã tiên tri rằng những tín điều này sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 5. Và lời tiên tri của Đức Mẹ đã ứng nghiệm. Vì vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, Đức Chúa Giêsu đã truyền cho mai sen của Đức Mẹ, cũng là Phêrô II mà Đức Chúa Giêsu đã nâng lên để cầm đầu hội thánh đau khổ, hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Và Phêrô II đã công bố 3 tín điều mà Đức Mẹ đã dạy phải công bố đó vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa khoan phòng và yêu thương ban cho hội thánh chân chính, hội thánh đau khổ của Thiên Chúa tại Việt Nam đã thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu là công bố 3 tín điều và Đức Mẹ về Đức Mẹ đó. Chúng con sắp mình tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa, nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.